Dù chỉ là một huấn luyện viên tạm quyền, nhưng Michael Carrick đã liên tiếp mang đến cho các cổ động viên của Manchester United những điều thú vị và sự lạc quan. Chỉ qua hai trận đấu ngồi trên chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford, sau khi đánh bại chủ nhà Villarreal để giành quyền vào chơi vòng knock-out Champions League, Manchester United đã làm khách đến sân của đội đầu bảng Chelsea và cũng để lại nhiều tín hiệu tích cực. Carrick đã mạnh dạn để siêu sao Ronaldo ngồi dự bị và triển khai lối chơi pressing tầm cao với tốc độ từ các cầu thủ trẻ. Một trong số đó là Sancho đã chơi cực hay và mang về bàn thắng ở trận hòa một đều trên sân Stamford Bridge. Dù chỉ là một điểm và vị trí lúc này cũng vẫn đang là thứ 8 tại giải ngoại hạng, nhưng quỷ đỏ có vẻ như sẽ thể hiện một bộ mặt khác trong phần còn lại của mùa giải. Sau màn trình diễn ấn tượng này, Michael Carrick sẽ tiếp tục được thể hiện tài cầm quân khi dẫn dắt MU tiếp đón Arsenal ở vòng 14 ngoại hạng do huấn luyện viên tạm quyền khác là ông Rob vẫn chưa có được giấy phép lao động ở Anh để ra mắt sân Old Trafford. Bên kia sân thì ngay sau thất bại tan nát 0-4 trước Liverpool, thầy trò Ateta đã đứng dậy rất nhanh để giành thêm 3 điểm từ trận thắng 2-0 trước Newcastle. Lúc này Arsenal đã có 23 điểm, cùng số điểm với đội xếp thứ tư là West Ham nhưng nếu muốn chắc chắn hơn cho vị trí top 4 mùa này thì pháo thủ cần phải có điểm trên sân Old Trafford. Đây là điều không hề dễ dàng với Arsenal khi đội chủ nhà đang có được sự hưng phấn chấn thương của Bukayo Saka trong trận gặp Newcastle chính là điều khiến huấn luyện viên Ateta lo lắng nhất lúc này. Tuyển thủ Anh luôn là ngôi sao sáng trên hàng công của Arsenal mùa này và rất có thể Martinelli sẽ được trao cơ hội để thay thế. Tuy nhiên điều mà Arsenal lo lắng chính là phong độ đi xuống của chân sút số 1 Aubameyang, dù anh luôn được trao cơ hội đá chính. Trong khi đó MU sẽ đón chào sự trở lại của đội trưởng Magai sau án phạt thẻ đỏ. Do vậy thì đoàn quân của tân huấn luyện viên Carrick cũng đang có tới 5 cầu thủ chưa bình phục chấn thương. Tuy nhiên rất có thể Ronaldo sẽ trở lại vị trí tiền đạo cắm với sự hỗ trợ của ngôi sao trẻ đang lên đó là Sancho. Arsenal đang áp đảo Manchester United ở thống kê đối đầu 5 lần gần nhất khi họ thắng tới 3 và hòa 2. Phong độ của hai đội trong thời gian qua là hoàn toàn trái ngược. Arsenal thắng 4 trên 5 trận đã đấu còn MU mới chỉ thắng ở 1 trên 5 trận đã qua. do vậy tỷ lệ của trận này, MU sẽ chấp Arsenal 1 phần 2. Dù phong độ không cao và lép vế ở thống kê đối đầu gần nhất nhưng Manchester United được các nhà cái đánh giá cao hơn ở cuộc chạm trán tới đây. Có vẻ như MU đang lấy lại được niềm tin sau màn trình diễn thời hậu huấn luyện viên Ole Shosa. và cùng với lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick có thể vượt qua được kéo chấp này. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 2 phần tư. Có thể thấy rõ các cuộc đối đầu gần đây của hai câu lạc bộ đều khá khan hiếm bàn thắng, bằng chứng là 5 trận đã qua có tổng tỷ số dưới 3 bàn. Arsenal đang xây dựng lối chơi chú trọng vào khả năng phòng ngự và họ cũng sẽ nhập cuộc cẩn trọng khi phải chơi tại Old Trafford, bởi vậy trận đấu này sẽ khó có nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán <laughs>